bài thuyết pháp đầu tiên và cuối cùng của Đức Phật. Chỉ đạo thực hiện Đại Đức Thích Đồng Sĩ. Tư liệu được tổng hợp từ nhiều nguồn. Biên tập và giọng đọc Lâm Ánh Ngọc. Thực hiện Lance, phụng sự là sứ mệnh. Bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật. Sau khi chứng ngộ đạo quả vô thượng, Tứ Diệu Đế là bài pháp đầu tiên được Đức Phật thuyết tại Sakna Lộc Uyển cho năm anh em Kiều Trần Như, là bạn đồng tu cũ của Ngài lúc theo đuổi pháp tu khổ hạnh. Tứ Diệu Đế được xem là tuyên ngôn của Đạo Phật. Điều gì là văn bản tuyên ngôn thì chúng ta phải dựa vào nếu muốn nói vô số điều khác. Chúng ta không được nói điều gì đi ngoài tuyên ngôn của mình, vì toàn bộ giáo pháp của Đạo Phật đều dựa vào tuyên ngôn ban đầu Tứ Diệu Đế này. Tứ Diệu Đế là bốn chân lý đem đến lẽ phải, hạnh phúc, an vui cho con người, bao gồm: thứ nhất, khổ đế, chân lý về sự đau khổ; thứ nhì, tập đế, nguyên nhân của đau khổ; thứ ba, diệt đế, trạng thái chấm dứt hoàn toàn đau khổ; thứ tư, đạo đế, con đường đưa đến trạng thái không còn đau khổ. Thứ nhất, khổ đế, chân lý về sự đau khổ. Chân lý đầu tiên phải nhận ra và nhìn thấy một cách rõ ràng dũng cảm là về sự khổ. Bởi tất cả mọi điều chúng ta lây hoay trên cuộc đời này đều xoay quanh hai trục khổ, vui. Ví dụ, tại sao bạn chọn mặc bộ đồ này? Vì mặc vào đẹp, khiến mình vui. Mặc bộ kia thấy không tự tin, không đẹp, khiến mình không vui. Như vậy, trong sự lựa chọn áo quần đều lệ thuộc vào khổ, vui. Tại sao bạn lại cưới cô A? Vì nghĩ rằng cưới cô ấy bạn sẽ vui và hạnh phúc. Vì sao bạn lại muốn ly dị? Vì ở cạnh quá nhiều đau khổ, phiền phức nên muốn giải thoát, muốn thoát khổ. Điều đó cho thấy trong cuộc sống tình cảm cũng lệ thuộc vào khổ, vui. Tại sao bạn lại chọn ăn quán này? Vì nó ngon, bổ, rẻ, khiến mình vui. Nếu ăn ở một quán không ngon mà mắc, khiến mình không vui. Cũng vậy, khi chọn làm công việc gì, mua cái gì, gặp ai, đi đâu, vân vân, tất cả đều lấy khổ, vui làm tiêu chuẩn để quyết định. Tóm lại, mọi việc sinh hoạt phấn đấu của chúng ta cả một đời đều nằm trong trục chi phối của khổ, vui. Không bao giờ cái khổ nào là của một người, vì cái khổ của một người thường sẽ làm khổ lây và ảnh hưởng đến người khác. Đức Phật dạy có 8 cái khổ: sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thạnh. 1. Sinh khổ. Có 2 phần khổ: khổ trong lúc sinh và khổ trong đời sống. Phần đầu tiên là khổ trong lúc sinh. Người sinh và kẻ được sinh đều khổ cả. Khi người mẹ mới có thai là bị thai nghén, khiến nhiều mệt mỏi, mất ngủ, nôn ọe. Thai mỗi ngày mỗi lớn thì người mẹ mỗi ngày nặng nề mang vác, đi đứng nằm ngồi khó khăn. Đến khi gần sinh, sự đau đớn của người mẹ không sao nói hết. Cái đau sinh đẻ được diễn tả như chết đi, sống lại, vô vàn đau đớn và nguy hiểm. Dù được thuận thai đi nữa, mẹ cũng phải chịu dơ uế nhiều ngày, yếu đuối nhiều tháng vì tinh huyết hao mòn, ngũ tạng suy kém. Còn ruổi bị nghịch thai thì mẹ phải bị mổ xẻ, đau đớn nhiều hơn nữa. Có khi sau một lần phẫu thuật, mẹ phải chịu tật suốt đời. Đó là khổ trong lúc sinh. Kế tiếp là khổ trong lúc sống. Về vật chất, con người đòi hỏi những nhu cầu thiết yếu như
món ăn, thức uống, đồ mặc, nhà ở, thuốc men, vân vân. Muốn có những nhu cầu ấy, con người cần phải lao động kham khổ, đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới mua được chén gạo, bát cơm, manh quần, tấm áo. Về nhà ở thì có khi suốt đời vất vả làm lụng vẫn không đủ sức tạo ra được một ngôi nhà nho nhỏ cho mình. Nhưng chẳng phải đợi đến cảnh đói khát mới gọi là khổ. Ăn uống thất thường, thiếu thốn cũng đã là khổ rồi. Chẳng đợi phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất hay ăn lông ở lỗ mới gọi là khổ. Áo quần không đủ ấm, nhà cửa không che được nắng mưa cũng đã là khổ rồi. Nhưng nào phải chỉ có những người nghèo hèn mới khổ đâu. Người giàu có cũng cứ khổ như thường. Muốn có tiền, tất phải thức khuya dậy sớm, buồn tảo bán tần, đầu tắt mặt tối trong công việc, cũng đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được. Nào đâu phải tiền bạc ở trên hư không rơi xuống dễ dàng. Đó là còn chưa nói đến những nỗi khổ vật chất bất thường khác nữa mà không ai có thể tránh khỏi được. Về phương diện tinh thần, bị người này phỉnh gạt, người kia áp bức, kẻ nọ oán thù, ganh ghét, bao nhiêu hạng người là bấy nhiêu tâm tánh. Và hiểu đời được phần nào là ta đã phải chịu đựng biết bao nhục nhã, khổ đau, nên sinh khổ đủ các kiểu là vậy. 2. Lão khổ. Cà dao có câu: già nua là cảnh điêu tàn, cây già cây cỗi, người già người si. Con người đến lúc già, thân thể hao mòn, tinh thần suy kém, nên khổ về thể xác lẫn tinh thần. Càng già, khí huyết càng giảm sút, bên trong ngũ tạng lục phủ càng ngày càng mỏi mệt, hoạt động một cách yếu ớt. Bên ngoài, các giác quan dần dần hư hoại như mắt mờ, tai điếc, mũi nghẹt, lưỡi đơ, tay chân run rẩy, đi đứng khó khăn. Thân thể càng suy kém thì trí tuệ cũng càng lu mờ. Do đó quên trước nhớ sau, tác phong chậm chạp, việc gì cũng nhờ vả người khác. Đã vậy, mỗi khi thời tiết xoay trở thì cảm nhiễm theo khí hậu mà đau. Như trời mới nắng thì đã sốt, trời mới mưa thì đã rét, vân vân. Không chút gì gọi là vui thú cả, nên lão khổ là vậy. 3. Bệnh khổ. Ai sống trong đời đều đã từng và phải bệnh. Bệnh hành hạ xác thân con người đau đớn, khó chịu. Có khi sống không được mà chết cũng không xong. Oan oan ương ương, thật là khổ não. Mỗi lần trong nhà có người đau thì cả gia quyến đều băn khoăn lo lắng. Mọi việc cũng ảnh hưởng và gây nhiều cái khổ không ngừng. Nên bệnh khổ là vậy. 4. Tử khổ. Trong bốn hiện tượng của vô thường, sinh, già, bệnh, chết, thì chết là cái làm cho chúng sanh kinh hãi nhất. Bởi vì thân xác khi dần tắt sự sống là một sự biến chuyển quằn quại đau đớn. Về tinh thần thì rối loạn, luyến thương gia đình, sợ hãi một mình, một thân cô quạnh, bước sang thế giới khác mịt mù xa lạ mà không thể biết rõ đó là lành hay dữ, mọi thứ như thế nào. Tử khổ với nhiều nỗi kinh sợ khủng khiếp, khó mà diễn đạt hết. 5. Ái biệt ly khổ. Trong tình yêu thương đang mặn nồng, thấm thiết thì bị chia ly, thật không có gì là đau đớn hơn. Sự chia ly có hai loại, sinh ly và tử biệt. Một gia đình đang sống trong cảnh đầm ấm vui vầy, bỗng vì nghịch cảnh nào đó làm cho mỗi người mỗi nơi, kẻ đầu này trông đợi, người gốc kia nhớ chờ. Thật đau lòng, xót dạ, đó là khổ của sinh ly. Mặc dù xa cách nhau, nhưng người sống còn có ngày gặp lại, chứ chết rồi, bao thuở được sum vầy. Vì vậy, đứng trước cảnh chết chóc là một sự biệt ly vĩnh viễn, con người không ai là chẳng khổ đau. Đó là cái khổ của tử biệt. Ái biệt ly, khổ là vậy. 6. Cầu bất đắc khổ. Ở đời, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lắm. Bất luận trong một vấn đề gì, số người được toại nguyện thì quá hiếm hoi, mà kẻ thất bại thì không sao kể xiết. Thất vọng vì những điều chính yếu như tiền, tài,
danh, tình duyên, gia đạo, v.v. Muốn được kết quả tốt đẹp, người ta phải vận dụng không biết bao nhiêu năng lực, lao tâm, tổn trí, mất ăn, bỏ ngủ, chỉ mong sao cho chóng đến ngày thành công. Thế rồi, chẳng may những điều mong ước ấy không thành, sự đau khổ không biết đâu là bờ bến. Cầu bất đắc khổ là vậy. 7. Oán tắng hội khổ. Con người ở trong cảnh thương yêu, chẳng ai muốn chia ly, cũng như ở trong cảnh hờn ghét, chẳng ai mong gặp gỡ. Nhưng oái âm thay, ở đời khi mong muốn được hội ngộ lại phải chia ly, cũng như khi mong muốn được xa lìa lại phải sống chung đụng nhau hàng ngày. Cái khổ phải biệt ly đối với hai người thương yêu nhau như thế nào, thì cái khổ phải hội ngộ đối với hai người ghét nhau cũng như thế ấy. Chưa nói đến trường hợp những người xa lạ, ngay trong gia đình quyến thuộc, khi vì một lý do gì đó sinh ra bất hòa với nhau cũng đủ khó chịu rồi. Mà mỗi khi đi ra đi vào lại phải gặp nhau, lắm lúc cũng phải giao thiệp lấy lệ, thật là khổ. Đó là có thân bằng quyến thuộc mà sự hờn ghét còn thúc đẩy con người hết muốn thân mến, không mong gặp gỡ nhau, huống chi đối với người dân, nước lã, khác giống, khác nòi. Một khi đã thù ghét nhau rồi mà phải sống bên cạnh nhau thì thật khó chịu, phiền toái, khổ uất. Thế nào cũng có một ngày xảy ra đại họa. Đó là ý nghĩa của oán tắng hội khổ. 8. Ngủ ấm xí thạnh khổ. Thân tứ đại của con người cũng được gọi là thân ngũ ấm, bao gồm sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Với cái thân ngũ ấm ấy, con người phải chịu không biết bao nhiêu là điều khổ. Giữa ngũ ấm ấy luôn luôn có sự xung đột, mâu thuẫn, chi phối lẫn nhau, nên thân con người mới chịu những cái khổ như sau. Thứ nhất, bị luật vô thường chi phối không ngừng, từ trẻ đến già, từ mạnh đến yếu, từ đau đến chết, luôn luôn làm cho con người phải lo sợ, buồn phiền. Thứ nhì, bị thất tình, lục dục lôi cuốn, làm cho con người phải đắm nhiễm sáu trần, phải khổ lụy thân tâm. Thứ ba, bị vọng thức điên đảo chấp trước, nên con người nhận thức một cách sai lầm là có ta, có người, còn, mất. Không hiểu rằng cuộc sống chỉ là tạm bợ, mọi thứ đến đi vô thường. Vì không hiểu nên sinh ra sầu lo, khổ não. Ấy là ngủ ấm xí thành khổ. Tóm lại, đã sinh ra trong đời là sẽ gặp nhiều cái khổ. Dù có những niềm vui nhưng chỉ là tạm bợ và mong manh như một lớp sương bên ngoài. Khi vỡ tan, bản chất bên trong vẫn là đau khổ. Đức Phật đã chỉ ra sự khổ để chúng ta nhìn thấy rõ bản chất của cuộc đời tường tận mà tìm cách diệt trừ những nỗi khổ, niềm đau.